Thôi mình lên lầu chơi kể bả đi. Tôi nghe lắm mà. Mai, có phải là anh vô dụng lắm không Mai? Trời, không có đâu. Nếu em mà trong trường hợp của anh, em cũng làm y chang vậy à. Nhưng mà anh sợ ảnh hưởng đến công ty của mình, rồi chuyện hợp đồng nữa. Người ta có bắt mình bồi thường không? Có chứ anh. Đó, em nói như vậy mà anh không vô dụng hả? Em nói giỡn với anh thôi. Chứ em nói chuyện với bên chủ nhà, người ta thông cảm cho mình rồi. Rồi người ta nói sao nữa? Thì đi làm tiếp chứ sao, hợp đồng còn tới ngày nữa đó. À, cũng còn may quá. Hay là ngày mai em đi làm giúp anh đi. Chứ anh đến đó một lần nữa, chắc anh lên công an phường thêm một lần nữa quá. Không có được, mai em bận lắm. Em kêu Yến đi được không? Trời, bà Yến còn bận hơn em nữa. Anh nhắm anh kêu được bà không? Tất nhiên không rồi. Thôi vậy, anh đành liệu đi một phen nữa. Ê, mà chủ nhà nói với em á, nếu mà không phải Yến á, thì phải là một người nữ. Người ta không chịu nam. Ủa, như vậy thì anh đi không được rồi. Anh là nam mà. Ờ ha. Em kêu con Quỳnh đi giùm anh đi. Con Quỳnh á hả? Ừ. Mấy bữa nay nó chết dí bên nhà kia rồi. Nhiều khi sắp thành dâu nhà người ta rồi đó. Ê, hay anh giả gái đi. Không. Dạ. Em chào chị. Em là Cúc ở công ty Osin, đến đây nhận việc. Chị. Chị chào em. Đúng rồi. Hồi nãy công ty có gọi cho chị rồi. Mà tại nhìn em đẹp quá, chị hơi sững sờ xíu. Chị không nghĩ một người đẹp vậy lại đi làm cái công việc. Dạ thiệt ra em làm này cũng không quen nữa. Ngứa ngáy muốn chết rồi chị. Ủa là sao? Dạ em. Em ổn không? Em kẹt tiền á chị, cho nên là em phải làm công việc ô xin này để trang trải tiền học phí cho em. Thôi chị hiểu rồi, không sao đâu. Ý chị muốn khen em là quá đẹp vậy thôi ha, chứ không có cái gì hết á. Cái công việc nào cũng tốt mà. Tại em đẹp quá, đẹp ngoài sức tưởng tượng của chị luôn. Em có sao không vậy? Không sao chị. Em đứng thẳng là được không? Em ổn không? Ổn chứ. Dạ. Sao em chị, hay là chị cứ yên tâm giao nhà cho em đi, em sẽ dọn sạch sẽ tươm tất cho chị ha chị. Chị đi làm đi chị. Yên tâm ha. Dạ. Chúc chị có một ngày đi làm thật vui vẻ. Rồi vậy thôi chị đi nha. Dạ ổn hả em ha? Dạ ổn. Em chào chị. Trời ơi, muốn chết chị đó, trời đất ơi. Gọi là anh hay chị đây à? Em có thấy người con gái nào, à lộn, người con trai nào trang điểm lòe loẹt như vậy không? Gọi là chị đi. Dạ. Mà con chị cũng lạ ha, ngoài đường khó gặp lắm á. Lúc mới đầu nhìn thì cũng hơi dội thiệt,
Nhưng mà nhìn kỹ thì cũng lạ. Chị có biết là tôi thích người như chị không? Thích, thích hả? Ủa ai đây? Chị này là chị giúp việc mới á, đàn em. Ủa, mà em kêu anh đợi ngoài cổng mà. Sau cái vụ ông giúp việc còi hú hôm bữa là mẹ em cấm tiệc em luôn rồi. Em yên tâm, anh vừa me mẹ em vừa đi là anh mới dám vô đó. Ôi chú Nận, đứng im. Nè, cưng bao nhiêu tuổi? Dạ 16. Lúc 16 tuổi ngày xưa là nắm tay người ta còn không dám nắm đó. Trời, nhìn chị hổ báo vậy mà coi bộ cũng khó giữ dằn ha. Thì ba mẹ chị dạy sao chị quen vậy? Mà nè, chị kể cho cưng biết nha. Hồi đó bạn của chị cũng giống như cưng vậy đó. Canh ba mẹ đi vắng là dắt bạn trai về nhà. Sau đó cái bụng của bạn chị nó chình in như đúng nè. Rồi sau đó bạn của chị sinh em bé. Thấy ghê chưa? Mỗi lần chị qua chơi á là bạn của chị là phải cho con bú. Cực khổ ghê chưa? Trời ơi, cũng ghê quá à. Tự nhiên giờ đang đi chơi xong phải chạy về cho con. Ghê quá Mà chưa ghê lắm đâu. Cái chuyện ghê hơn nữa, không biết chuyện gì không? Chuyện gì? Là em bé nó bú no xong nó phải ỉ ra. Mà ỉ rồi á là mình phải vệ sinh sạch sẽ. Và mình... nó... phải dọn cái đó thúi lắm á. Thôi đi, em còn nhỏ mà, sao chị lo xa quá à? Chính những cái suy nghĩ bồng bột trẻ con đó, nông cạn đó mới đi sai hướng và sinh ra hậu quả khôn lường đó. Mình không lường trước được tương lai đâu. Lỡ như tụi em xảy ra chuyện đó, tụi em xoay sở bằng cách nào, tụi em xử lý ra sao, làm sao biết được, đúng không? Thôi, đừng nghe lời bà, mình lên lầu chơi đi. Thôi! Nè, bây giờ gì nè, bây giờ hai đứa ra phòng khách ngồi chơi đi. Chị pha hai ly nước cam cho hai cưng uống. Rồi hai cưng á, muốn coi tivi thì coi, muốn đọc sách thì đọc sách, muốn chơi tranh cũng được. Hoặc là muốn chơi bún thun cũng sao. Trời ơi, chơi vậy chán chết luôn á. Đúng rồi, chán lắm. Thôi, đi lên lầu, đi. Bây giờ chị nói thẳng luôn, là phòng của em, chị sẽ lên dọn. Còn phòng khách em cứ chơi đi. Ủa, chị là ô xin hay là má của người ta vậy? Em còn nhỏ, không được hổ nghe chưa? Ủa, chỉ là ô xin thôi mà, đâu phải bà dì hay bà cô của người ta đâu. Thôi, mình lên lầu chơi kể bà đi. Thôi. Tôi nghe lắm mà, cái đầu này, dung mạo này. Xin gọi không? Chú đi nhà tôi có ý đồ gì? Vô nhà bạn tôi định làm gì? Làm gì hả? Là chú bảo vệ con đó. Chú thôi đi, chú ra khỏi nhà tôi đây. Là chú bảo vệ con đó. Chú không ra, chú đợi mẹ con về, chú bét với mẹ con. Tôi thách chú đó. Khỏi thách. Dạ, em xin lỗi chị, là lỗi của em. Em thay người mà không có báo với chị. Thôi được rồi, chị biết cách giải quyết mà. Vậy nha. Chị, cái chuyện lừa dối này á là bắt nguồn từ em. Cho nên á là em sẽ làm không lấy lương đâu chị. Cậu. Dạ, em sao chị? Em nghe nè chị. Chị cảm ơn cậu nhiều lắm. Chị cảm ơn cậu rất là nhiều. Bởi vì cậu đã giúp chị dọn dẹp nhà cửa rất sạch sẽ, rất gọn gàng, rất ngăn nắp. Trong khi tất cả những công việc đó chị phải bỏ rất là nhiều công sức và nhiều thời gian chị mới làm được như cậu, dù cậu chỉ làm trong một ngày thôi. Bên cạnh đó, cậu còn giúp chị bảo vệ con Hana nhà chị nữa. Chị ơi, nếu như vậy á thì em xin chị, mọi trách nhiệm là em chịu. Chị đừng có trách Yến nghe chị. Chị đừng có các hợp đồng với Yến nghe chị. Cậu thích Yến phải không? Chị, cái chuyện đó mình nói riêng đi chị. Bây giờ mình tập trung cái chuyện mấy đứa nhỏ. Chị hiểu rồi. Nói chung á là chị chỉ muốn nói lời cảm ơn đến cậu và đến cô Yến nữa nha. Coi như á tất cả những cái chuyện mà từ đó giờ chị đã từng có lỗi với cậu á, cậu cũng bỏ qua cho chị nha. Cái chuyện bữa hổm nhớ không? Vậy cái chuyện mà em lừa dối chị cũng bỏ qua cho em hả chị? Chị em mình xí xóa nha. Xí xóa hả chị? Ừ. Yeah.
Ý không có bị đuổi việc. Dạ. Bây giờ tới tụi con nè. À, chị ơi chị, cho em xin nói một cái đi chị. Thiệt ra hôm nay nhà chị á với thằng Khải á, tụi nó cũng hiểu chuyện lắm. Chẳng qua tụi nó đang tuổi cặp kê tò mò cho nên chị có gì chị xử nhẹ nhẹ thôi chị. Thiệt ra lỗi của hai đứa nhỏ thì ít, mà lỗi của chị mới là nhiều nè. Chị suốt ngày chỉ lo tập trung công việc kinh doanh thôi, không có để ý gì tới con Hana, nó đang tuổi lớn. Điều đó rất là không nên. Rất may á là có cậu, cậu đã nhắc nhở chị, cảnh tỉnh chị. Chứ không thôi á thì chị không biết là có chuyện gì xảy ra nữa đó. Tụi con nghe chưa? Dạ, con biết lỗi rồi. Dạ, con biết lỗi rồi cô. Nếu như tụi con biết lỗi rồi á thì không bao giờ được tái phạm nữa. Cô á không có cấm tụi con chơi với nhau, kết thân với nhau, điều đó rất là tốt. Giúp đỡ nhau trong việc học hành rất là tốt luôn. Nhưng có một điều là một đứa là nam, một đứa là nữ, cho nên tất cả mọi chuyện phải hết sức tế nhị, hiểu không? Bây giờ hai đứa cứ tiếp tục giúp đỡ nhau trong công việc học hành, nhưng tất cả mọi chuyện đều minh bạch ở phòng khách. Tất cả mọi chuyện đều diễn ra ở phòng khách. Tụi con không nên đi vào phòng ngủ để học tập hay là sinh hoạt bất cứ một điều gì nữa. Rõ chưa? Dạ. Dạ. Con hiểu rồi cô. Mà cô ơi, tụi con không có gì hết á. Dạ đúng rồi. Tụi con chỉ là anh em kết nghĩa thôi cô. Dạ đúng rồi, bình thường lắm mẹ. Hôm nay bình thường, bữa sau bất thường thì sao? Chị, em kể cho chị nghe câu chuyện. Bạn của em 16 tuổi, lúc đó nó cũng dắt bạn trai về nhà chơi. Sau câu đó... chuyện này hồi nãy đứng ở ngoài cửa chị đã nghe hết trơn rồi. Con cũng nghe rồi. Con cũng nghe nữa cô. Đó, nghe rồi thì phải rút kinh nghiệm. Chứ bạn của em 16 tuổi, nó cũng dắt bạn trai về nhà chơi. Sau đó... Trời ơi! Kể tao cũng ngừng rồi.